Đây là nước hoán đổi. Các em đã sẵn sàng khám phá chưa? Vâng ạ. Nhìn từ đây. Chú Vi kìa mọi người. Mày chạy đi đâu? Siêu to nữa vào. Không ai đến cứu mày đâu. Mày chạy đi. Mày chạy 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 đi. Eo. Cái gì thế này? Video chỉ mang tính chất giải trí và không có thật. Đến trường mới để học. Sao lại đến trường mới? Đây là ý của ai vậy? Đây là lệnh của bà chủ. Thưa cô chủ. Lệnh của mẹ ta sao? Alo mẹ à? Zumi à, mẹ quên không nói với con. Mẹ mới chuyển cho con đến trường mới đấy. Hiệu trưởng trường đó là bạn thân của mẹ, cho nên con nhớ phải học hành nghiêm túc và đừng có để mẹ mất mặt đấy nhá. Nha mẹ ơi, mẹ con chưa nói xong mà. Mẹ, mẹ à. Ôi giời ơi, cái gì đó vậy? Mẹ này xe, có muốn bị đuổi việc không? Cô chủ, đến nơi rồi đấy ạ. Mời cô chủ xuống xe. Ôi, trường ở trong này sao? Đúng rồi đấy cô chủ. Đây chính là trường học mà bà chủ đã chọn cho cô. Đây mà cũng gọi là trường học á? Bùi lắm, ta không vào đâu. Cô chủ, cô muốn thì cũng phải vào. Cái gì vậy bà nội? Cái gì đâu nha. Cô chủ ơi, học tốt nha. Lớp học cái kiểu gì thế này? Xin chào các em. Em chào cô ạ. Các em ơi, ngày hôm nay lớp mình sẽ chào đón một học sinh mới đấy. Học sinh mới à? Thế bạn nam hay bạn nữ cô? Đó là một bạn nữ. Một bạn đâu rồi nhỉ? À, kia rồi. Bạn đó đây. Zumi, mau đến đây với cô nào. Đi vào đây em. Em chào cô ạ. Xin giới thiệu với cả lớp. Đây là Zumi. Và từ giờ bạn ấy sẽ là thành viên mới của lớp mình. Ôi, giỏi thi à. Ôi, cái lớp vàng kìa. Tổ thi. Cái lớp thi vàng kìa. Nhìn là biết con nhà giàu rồi. Yêu. Lần đầu tiên mình thấy người giàu như này. Ý rồi. Sao có những người gớm ghiếc như thế này nhở? Màn chào hỏi xong rồi, em về chỗ ngồi đi. Vâng ạ. Ê, Đám Mía. Sao em lại ngồi đây? Ngồi đâu hả cô? Chỗ của em kia kìa. Ê, bạn ơi. Kia hả? Cô ơi, thì không có ghế hả? Không cần ghế đâu em, các bạn vẫn ngồi được mà. Cô chuẩn bị cho em cái bàn xịn nhất rồi đấy. Em mau về chỗ đi. Vâng ạ. Cô chủ ơi, chỗ của cô chủ đây ạ. Yeah. Kìa, xịn thế. Ai kia? Xin chào cô giáo. Vệ sĩ. Vệ sĩ á? Đi ra ngoài. Đợi chút, để tôi lau mũi cho cô chủ đã. Gặp đấy rồi. Không, đi ra. Giờ tất cả lấy sách vở ra để học bài nha. Vâng ạ. iPhone 15 Pro.
khổng lồ. Trời ơi, mấy cái người này. Hả? Nani? Thoái bát này xịn chưa? Chưa bao giờ mình thấy cái bút nào to như thế này lại còn viết được nữa. Bút chì khổng lồ, gọn bút chì khổng lồ. Ui, đúng là làm con nhà giàu sướng thật đấy. Ôi ôi. Các cậu làm gì vậy? Các cậu sờ thấy đủ chưa? Chưa. À, rồi. Đủ rồi đi bảo xuống. Về chỗ ngồi đi. Ngồi cách xa tôi 1 mét ra. Này, mấy cái đồ này cậu mua bao tiền đấy? Cả đời này cậu cũng không mua được đâu, cho nên đừng có hỏi. Ôi, ghê gớm thế. Đừng có nhìn nữa. Mình còn mang cả bộ câu cá để lúc nào chán lấy ra còn chơi thế này. Mình còn mang cả đồ chơi chó robot thế này. Hả? Sao không ai nhìn mình nữa thế nhở? Toàn đồ chơi nhà giàu mà nhà nghèo không có mà. Chắc là thích quá nhưng mà còn giả vờ đây mà. Mình còn có cả cái này nữa. Xin chào cô chủ. Này, sao ngươi lại ở trong cặp của ta? Ui dùi ui. Ruby, em đã lấy xong đồ chưa? Để học bài mới nào. Dạ rồi ạ. Bây giờ cô sẽ mời một bạn lên làm mấy phép tính này cho cô nào. Em ạ, em ạ. Ai chà, hôm nay bạn nào cũng giơ tay à? Thế còn Ruby, cô nghe nói ở trường cũ em học giỏi môn toán lắm đúng không? Vâng ạ. Thế thì bây giờ cô mời Ruby lên làm cho cô nhé. Vâng ạ. Lên dưới ở, ai chả làm được. Không làm được à, thì cô lên bàn, cô khinh trời. Ngồi ghế chưa? Ghế chưa? Rồi, em xong rồi ạ. Em chắc chưa? Chắc rồi ạ. Anh đừng có bóng con trai rồi. Thế mà con làm được. Kẻ giàu bóng con, thằng rốt. Cô chủ ơi, sai rồi, mau tiếp nhận thông tin của em rồi làm lại đi. Sai á? Robot mà cũng biết truyền tải thông tin á? Tớ biết rồi. Đúng là ảo ma Canada, nhà giàu cái gì cũng làm được. Bây giờ cô mời một bạn khác lên làm lại cho cô nhé. Cô ơi, em muốn làm á. Ruby ơi, thôi em về chỗ đi. Cô mời bạn khác lên làm cũng được. Không, em muốn làm mà cô. Nhưng mà liệu em có làm được không? Được ạ. Wow, đúng hết này. Cả lớp vỗ tay khen Ruby nào. Ôi, giỏi. Đấy là robot làm chứ có phải cậu làm đâu. Mà mặt cậu vênh ngang trời ấy. Kệ tớ, còn hơn các cậu không có. Được của nó đấy. Ngày hôm sau. Ngày hôm qua cô giao bài tập về nhà, các em đã làm hết chưa? Bây giờ tất cả cùng đặt lên bàn để cô kiểm tra nhá. Hả? Wow, đây là tác phẩm của em à? Của em đi. Của em đây ạ. Ôi, nhìn qua cô thấy rất đẹp rồi nha. Bây giờ từng người giới thiệu cho cô xem nào. Cô ơi, giới thiệu trước ạ. Lấy ý tưởng từ ngôi nhà có mái trở xinh của nhà em hiện tại đang ở, thì em đã tái hiện lại một ngôi nhà mini y như vậy. Wow, đẹp nha. Ngôi nhà này tuy nhỏ nhưng nó chứa đựng rất nhiều tình yêu thương của gia đình em đấy cô ạ. Cô rất thích mô hình ngôi nhà của Minh Quân. Cô khen Minh Quân nha. Cô tặng Minh Quân 10 điểm. Oh my god, em 10 điểm nữa. Cô ơi, tiếp theo là đến em à. Hả? Được rồi, Gia Bảo giới thiệu đi. Cô ơi, em rất thích ăn kem. Nên từ bé, mỗi khi ăn kem xong, em sẽ cất que kem vào. Và em đã sử dụng các que kem đó để tạo thành ngôi nhà. Một ngôi nhà bằng que kem sao? Cũng rất độc đáo nha Gia Bảo. Cô tặng Gia Bảo 10 điểm. Giờ cô muốn xem tác phẩm của bạn tiếp coi nào. Cô ơi,
Hình ngôi nhà của em làm bằng bìa cắt tông cô ạ. Cũng được đấy. Vì mẹ em là người bán ve chai nên em đã xin mẹ ít bìa cắt tông làm ra ngôi nhà này. Và ngôi nhà có giá 0 đồng. Không ngờ từ bìa cắt tông em cũng có thể làm được một ngôi nhà vừa tiết kiệm vừa đẹp như thế này. Cô cũng tặng tiếp còi 10 điểm nha. Yeah. Hãy tặng được 10 điểm nha. Zuby. Hả? Bài tập cô giao em không làm sao? Tất nhiên là có rồi ạ. Cô ơi đây ạ. Nani? Đây là quyển vở mà. Ôi trời ơi, lạc đề rồi. Thế này thì 4 điểm. Các bạn nói đúng rồi đấy. Em lạc đề rồi Zuby ạ. Đây này cô. Ôi trời ơi. Ok em ơi nhìn này. Ôi đẹp lắm Zuby ạ. Ôi sao đẹp thế. Ôi trời ơi. Cô ơi, đây là tác phẩm biệt thự tỷ phú của em ạ. Ôi đẹp quá Zuby ạ. Các em ơi, các em phải học thật giỏi để sau này lớn lên trở thành tỷ phú và sở hữu ngôi nhà biệt thự như thế này nhá. Tất nhiên rồi ạ, tỷ phú là ước mơ của em mà cô. Em cũng thích được làm tỷ phú lắm cơ ạ. Các cậu không có cửa đâu, vì ngôi nhà này chỉ dành cho tớ thôi. Kiêu căng. Sao cậu cứ dâm vào tay tớ mày? Cậu bỏ chân ra đi. Như thế này thì lời xin lỗi ấy mới đủ. Gây tay tớ bây giờ. Anh Zuby. Hả? Sao? Tớ tặng quà cho cậu này. Này, cậu muốn chơi với tôi cho nên muốn tặng quà để nịnh hót đúng không? Dâm ba cái tặng quà vớ vẩn này ở trường cũ tôi gặp nhiều rồi. Cậu cứ nhận đi. Thôi được rồi, nẻ nắm tôi mới nhận đấy nhá. Nhà nghèo, đến cái áo cũng phải vá mà bày đặt tặng quà. Mở ra xem nào. Đưa nhà giàu vinh vào. Sao mà đó được. Đi đi ra. Đi. Các em ơi, đây là phát minh khoa học mới nhất của cô đấy. Phát minh gì vậy ạ? Phát minh gì vậy cô? Đây là nước hoán đổi. Các em đã sẵn sàng khám phá chưa? Ôi, thú vị vậy. Em sẵn sàng chưa cô ạ? Em cũng sẵn sàng rồi ạ. Các em đúng rồi. Yeah. Quả Zuby này. Em xin cô ạ. Các em mau uống đi. Vâng ạ. Gì thế này? Thí nghiệm của mình thành công rồi. Vậy là bây giờ mình là cô nhà giàu sao? Ui, ngôi nhà giàu thơm quá. Ui, làm bằng tận. Cô ơi, sao em lại như thế này ạ? Cô quên chưa nói với Zuby, uống cái này nghèo sẽ biến thành giàu, còn giàu sẽ biến thành nghèo đấy. Messi ơi, mau đưa ta về nhà đi, ta không muốn học ở đây đâu. Này, nhà nghèo thì làm gì có vệ sĩ. Người khác nhé. Không thể đâu, không thể đâu. Nên nó chỉ có tác dụng trong vòng 5 phút thôi. Lần sau cô sẽ làm cho nó lâu hơn nhá. Mình không muốn nghèo như thế này đâu. Ê nhóc, đi đâu đấy? Cháu đi học về ạ. Chú là ai vậy? Tao là ăn cướp. Ủa ăn cướp ạ? Nhưng mà chú ơi, mấy phút trước cháu giàu, chú còn cướp được. Chứ bây giờ cháu có gì đâu mà cướp. Công nhận.
trông người rách dưới thật đấy. Ô, gì thế kia? Vòng tay vàng này, vào cổ vào. Mình đã trở lại đánh dâu rồi. À, chủ tịch giảm nghèo à? Này này, chủ tịch làm gì vậy? Dừng lại, dừng lại. Trời ơi, nhiều vàng quá. À, giờ tao sẽ bắt cóc mày để tống tiền. Không, đừng bắt cóc mà. Ôi trời, không, kêu, kêu tao vào đây. Zubi kìa mọi người. Ôi, nhanh, nhanh, nhanh. Mày chạy đi đâu? Kêu to nữa vào. Không ai đến cứu mày đâu. Mày chạy đi. Mày chạy, chạy, chạy đi. Eo, cái gì thế này? Mũi của ta đây. Ô, các cậu ơi, kêu to. Eo ơi, mũi à. Eo, dính lắm, người sẽ không gỡ được đâu. Ôi, tiếp theo, ta sẽ tặng người một chiếc răng trâu của ta. Hây. Trời ơi, lại còn răng sâu nữa. Thích cái nữa không, ta cho cái nữa. Tiếp theo, đó là bảo bối tất thối của ta. Chào chú cậu này, tớ xin cảm ơn các cậu nhiều lắm. Ôi, nhà giàu mà cũng biết cảm ơn á. Tớ xin lỗi vì đã luôn nói những lời khó nghe với các cậu, nhưng mà các cậu vẫn luôn tốt với tớ. Tốt là bản chất của bọn tớ mà. Quá chuẩn. Thế sao muốn chơi với bọn tớ không? Tớ có. Phải vậy chứ. Mà thôi đi về nhanh đi, không cái ông ấy tỉnh dậy bây giờ. Thôi đi. Các cậu ơi, đó là bài học cuộc sống. Có như vậy thì con gái của mẹ mới trưởng thành được chứ.